Thưa quý khán giả, sáng nay 5 tháng 10, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Sendonta, các vị hòa thượng, thượng tọa đại đức sư A Acha và đồng bào Khmer tại chùa Bodhisattva, quận Ô Môn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ân cần thăm hỏi các vị sư A Acha, ban quản trị chùa và gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào dân tộc Khmer luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết. Đón lễ Sen Don vui tươi, đầm ấm tiết kiệm. Trong điều kiện có nhiều khó khăn chung của cả nước, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, các chị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer đã chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, từng bước đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời mong quý vị sư sãi Acha, ban quản trị chùa và đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh. Đại diện các vị sư sãi, qua thượng Đào Như, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Potisomrom bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, nhà nước đối với đời sống của đồng bào dân tộc Khmer các chị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, phấn đấu dương lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương. Nhân dịp này, đoàn đến giếng và dự lễ cầu siêu cố hòa thượng Lý Sơn, trụ trì chùa San Vo, quận Ô Môn.